Sara, hi, xin chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Toán Thầy Tín BMT. Thì ở video clip hôm trước, thầy trò chúng ta cũng đến với ba cái hàng đẳng thức đầu tiên. Thì tiếp đến buổi họp hôm nay, chúng ta sẽ đến với là bốn hàng đẳng thức đáng nhớ nữa, là chúng ta có tổng cộng chính là bằng 7 hàng đẳng thức đáng nhớ nhé các em. Chúng ta đến với hàng đẳng thức đáng nhớ số 4, đó là lập phương của một tổng. Lập phương có nghĩa là mũ 3, còn có cách gọi khác chính là lập phương của một cái tổng A và B chính là bằng A mũ 3 cộng cho 3A bình B cộng cho 3AB bình cộng cho B mũ 3. Và cái hàng đẳng thức số 5 là lập phương của một hiệu, thì ta có là A trừ B tất cả mũ 3, hay nói cách khác là lập phương của A trừ B này, nó sẽ bằng A mũ 3 trừ 3A bình B cộng cho 3AB bình và cộng B mũ 3. Hàng đẳng thức số 7 là tổng của hai lập phương, thì em thấy là A lập phương này cộng cho B lập phương thì sẽ bằng là A cộng B tất cả nhân với A bình trừ cho AB cộng B bình này các em này. Và chúng ta cùng đến với cái hàng đẳng thức cuối cùng là hàng đẳng thức số 7 là hiệu hai lập phương, thì ta có là A mũ 3 hay nói khác là A lập phương trừ cho B lập phương sẽ bằng là A trừ B tất cả nhân với A bình cộng AB và cộng B bình các em. Thì thầy sẽ chứng minh bốn cái hàng đẳng thức còn lại bằng cách là nhân đa thức với đa thức, sử dụng cái kiến thức nhân đa thức với đa thức ở cái tiết trước chúng ta đã được học rồi đó. Nếu mà các em thấy nhuyễn cái phần này rồi thì có thể tua nhanh đến phần ví dụ luôn nhé. Bây giờ thầy đi chứng minh bốn cái hàng đẳng thức này cho các em xem. Bây giờ thầy đi chứng minh cái hàng đẳng thức số 4 là ta có A cộng B tất cả mũ 3 chính là bằng, thầy có này, A mũ 3 thì bằng A bình nhân cho A. Vậy chỗ này thầy sẽ viết lại thành là A cộng B tất cả bình phương nhân với A cộng B này. Từ đó thầy sử dụng hàng đẳng thức, thầy biến đổi cái này chính là bằng A cộng B tất cả bình chính là bằng A bình phương cộng cho 2AB cộng cho B bình. Cái này chính là hàng đẳng thức số 1 chúng ta đã được học ở tiết trước này. Tất cả nhân với A cộng B, thì bài toán nó quay về là nhân đa thức với đa thức này các em. Thì bây giờ thầy có là A bình lấy từng hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia thôi. Bây giờ là ta lấy A bình nhân với A cộng cho A bình nhân với B này. Tiếp đến lấy cái hạng tử số 2 chính là 2AB nhân với A. Tiếp đến là 2AB nhân với B. Rồi tiếp đến ta lấy cái hạng tử cuối cùng là B bình nhân với từng hạng tử của đa thức thứ hai chính là B bình nhân với A cộng cho B bình nhân với B. Vậy chỗ này nó sẽ bằng, các em lưu ý là A bình nhân với A chính là thành A mũ 3 này. A bình nhân với B thì viết lại cái đã. Chỗ này là AB nhân với A này, vậy thì thầy cộng cho 2A bình B này. Rồi tiếp đến là 2AB nhân với B thì viết lại chính là cộng 2AB bình này các em nè. Rồi chỗ này là cộng cho B bình A thì thầy đổi chỗ, bởi vì phép nhân có tính chất giao hoán là A nhân với B bình cộng cho B bình nhân với B chính là B mũ 3. Rồi đến cái bước chúng ta đi rút gọn đi. Bằng A mũ 3 thầy viết lại nè. Các em thấy nè, cái đơn thức này với đơn thức này có phần biến giống nhau thì ta giữ nguyên phần biến này là A bình B. Lấy hệ số cộng lại với nhau thì đây không ghi gì, có nghĩa là cộng 1 này cộng cho 2 chính là cộng cho 3. Tương tự cái này, hai đơn thức này đồng dạng các em này, thì thầy viết lại phần biến này là A B bình này, lấy hệ số cộng lại với nhau chính là 2 cộng cho 1 chính là bằng 3 này cộng cho B mũ 3. Thì thầy sẽ được cái hàng đẳng thức thứ nhất là lập phương của một tổng. Đây chính là số 1 nhé. Đấy. Các em có thể dừng video và xem lại cách chứng minh của thầy nhé. Sau này mình gặp cái hàng đẳng thức thì mình không có đi nhân đa thức với đa thức nữa, mà mình áp dụng luôn là cái hàng đẳng thức ở đây. Rồi chúng ta chứng minh cái hàng đẳng thức số 5 nhé, là A trừ B tất cả mũ 3. Cách chứng minh là tương tự luôn, sẽ bằng là A trừ cho B tất cả bình phương nhân với A trừ cho B. Rồi mà A trừ B tất cả bình phương chính là hàng đẳng thức số 2 này, thì thầy áp dụng chính là bằng A bình trừ cho 2AB cộng với B bình tất cả nhân cho A trừ B.
Bây giờ công việc của chúng ta là đi nhân đa thức với đa thức, thì nó sẽ bằng a bình nhân với a này. Tiếp đến là cộng cho a bình nhân với trừ b này các em, luôn luôn lấy dấu của nó đằng trước nhé, có dấu trừ thì nên để trong dấu ngoặc này. Tiếp đến cộng cho trừ 2ab nhân với a, và cộng cho trừ 2ab nhân với trừ b này các em này, cộng cho cái đơn thức cuối cùng là b bình này nhân với a, cộng cho b bình nhân với trừ b. Rồi chúng ta nhân vào đi, bằng này là hằng đẳng thức số 2 nhé, à hằng đẳng thức số 5 nhé. Chỗ này ta nhân vào a bình nhân a bình chính là a mũ 3 này, a bình nhân trừ b chính là trừ a bình b này các em này, trừ 2ab nhân a chính là trừ 2a nhân a là a bình b này. Đó, tiếp đến trừ nhân trừ là thành cộng này, là cộng cho 2ab nhân b nữa chính là ab bình này. Chỗ này b bình a thì mình có thể đổi vị trí cho nhau, là cộng cho ab bình, cộng cho b bình nhân với trừ b thì ra trừ b mũ 3 này. Rồi chúng ta rút gọn là bằng a mũ 3. Hai cái đơn thức này đồng dạng này em này, thì trừ a b bình trừ 2ab bình chính là trừ 3a, à trừ a bình b trừ 2ab bình 2a bình b. Chỗ này là trừ a bình b trừ 2a bình b thì còn rút gọn là bằng trừ 3a bình b nữa. Chỗ này cộng 2ab bình cộng ab bình thì chính là cộng cho 3ab bình này. Rồi tiếp đến là trừ cho b mũ 3 thì viết lại. Đó thì các em thấy này, vế trái nó đã bằng vế phải rồi các em này. Đó, đó là cái hướng chứng minh cái hằng đẳng thức số 5 nhé các em. Rồi chúng ta cùng chứng minh cái hằng đẳng thức số 6 nè. Rồi các em có cái hằng đẳng thức số 6 nhé. Thì bây giờ thầy sẽ chứng minh cái vế phải bằng vế trái này các em này. Thì thầy sử dụng cái công việc là nhân đa thức với đa thức thôi. Thì các em có là lấy mỗi hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia thôi. Thì thầy làm công việc a nhân với a bình này, tiếp đến là cộng cho a nhân với trừ ab, cộng cho a nhân với b bình này. Rồi tiếp đến cái hằng tử thứ hai là cộng b nhân với a bình, cộng cho b nhân với trừ ab, và cộng b nhân với b bình. Chỗ này thầy sẽ bằng a nhân với a bình này các em này, thì bằng a mũ 3. Chỗ này a nhân với trừ ab thì cộng nhân cho trừ ra trừ này a bình b. Chỗ này a nhân với b bình thì viết lại cộng a nhân b bình. Chỗ này b nhân với a bình thì thầy đổi chỗ cho nhau chính là a bình nhân b. Chỗ này b nhân với trừ ab thì cộng nhân trừ ra trừ lại này a nhân với b bình này các em này. B nhân với b bình thì thầy viết lại là cộng cho b mũ 3. Các em đi rút gọn này, a mũ 3 thầy viết lại nhé. Các em thấy này, đơn thức này và đơn thức này đó đồng dạng này, thì em giữ nguyên phần biến là a bình b, lấy hệ số cộng cho nhau thì đây chính là trừ 1 cộng cho 1 là bằng 0 này. Vậy thì nó đã rút gọn cho nhau hết rồi đó các em. Tương tự hai cái đơn thức này đồng dạng ab bình và trừ ab bình này, thì là bằng 0 ab bình rồi đó, thì nó hết. Vậy còn lại là a mũ 3 cộng b mũ 3. Vậy thầy có vế phải, thầy nhân đa thức với đa thức thành ra vế trái, thì thầy có cái hằng đẳng thức số 6 là tổng hai lần phương ở đây. Đấy, tương tự bây giờ thầy chứng minh cái hằng đẳng thức số 7, hằng đẳng thức cuối cùng trong cái video clip hôm nay nhé. Rồi chúng ta cùng đến luôn cái phần bài tập. Còn đối với những em chúng ta hiểu luôn cái hằng đẳng thức, chúng ta không cần chứng minh nữa, thì chúng ta có thể vận dụng học thuộc lòng luôn, thì chúng ta tới ngay phần ví dụ áp dụng luôn nhé. Rồi ví dụ số 7, hằng đẳng thức số 7 thầy chứng minh lại, thầy lại nhân vế phải, là nhân khai triển vế phải bằng cách nhân đa thức với đa thức thì nó sẽ ra vế trái. Thì thầy có vế phải là a trừ b nhân với a bình cộng cho ab cộng cho b bình. Thì bây giờ thầy lại đi nhân đa thức đi, lấy a nhân với a bình này,
cộng cho a nhân với ab. Muốn làm được cái phần này thì em quay lại cái bài số 2, cố gắng xem lại và vận dụng cho thầy cách nhân đa thức với đa thức nhé. Thầy đã làm 10 ví dụ rất là cụ thể và rõ ràng rồi đó. Tiếp tục cộng cho a nhân với b bình, cộng cho cái đơn thức thứ hai là trừ b này các em này, nhân với a bình, cộng cho trừ b nhân với ab, cộng cho trừ b nhân với b bình. Nó sẽ bằng a nhân a bình chính là a mũ 3 này. Chỗ này a nhân ab thì chính ra là a bình b này các em này, cộng cho ab bình. Chỗ này cộng nhân với trừ này thì ra trừ b a bình, thì thầy viết lại là a bình b. Phép nhân có tính chất giao hóa nên mình đổi chỗ cho nhau thôi. Rồi. Tiếp đến cái chỗ này là trừ cho ab bình, trừ cho b nhân b bình chính là trừ b mũ 3. Chúng ta đi rút gọn này, a mũ 3 thầy viết lại nhé. Em thấy này, a bình b trừ cho a bình b thì nó đã rút gọn với nhau rồi này. Tiếp đến là ab bình trừ ab bình nó đã rút gọn rồi này, thì còn lại là trừ b mũ 3. Vậy thầy có là sau khi nhân đa thức xong thầy được vế trái, vế phải nó bằng vế trái, thì đây chính là cái hàng đa thức số 7, hàng đa thức cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Rồi chúng ta cùng đến với một số ví dụ vận dụng bốn cái hàng đa thức này nhé. Rồi chúng ta cùng bước tới phần ví dụ nhé. Thì ví dụ một, tính x cộng 1/3 tất cả mũ 3. Thì bây giờ thầy áp dụng hàng đẳng thức là lập phương của một cái tổng này em này, thì chính là bằng, ta áp dụng vào chính là bằng x mũ 3 này cộng cho 3 nhân với x bình. Ở đây ta coi vai trò của x giống như a và vai trò 1/3 nó giống như b nhé. Nhân với b ở đây là 1/3 này, cộng cho 3 nhân với x nhân với 1/3 tất cả bình phương này các em này, cộng cho 1/3 tất cả mũ 3. Chỗ này bằng x mũ 3 cộng cho, em thấy 3 nhân cho 3 là bằng 1 rồi, vậy thì nó chính là bằng 1 x bình, thì thầy viết là x bình luôn. Chỗ này 3 nhân với 1/3 bình phương, em có 1/3 bình phương đó, chính là bằng 1/3 bình này, chính là bằng 1/9 này, nhân với cái 3 ở đây thì nó sẽ là bằng 1/3 các em. Chỗ này các em cũng có thể dùng Casio bấm máy tính cho thầy luôn, chính là cộng cho 1/3 x vào máy tính là 1/3 tất cả mũ 3 này, thì chính là 1/27. Thì đây là sau khi thầy đã khai triển cái hàng đẳng thức x cộng 1/3 tất cả mũ 3 thì ra được cái đáp án như này. Rồi ví dụ thứ hai, tính 2x trừ 3y tất cả mũ 3, thì đây chính là lập phương của một cái hiệu là kem này. Thì mình coi vai trò của a giống 2x giống như a và 3y giống như b vậy đó. Rồi mình áp dụng vào chính là bằng, đầu tiên là a mũ 3 thì ta có là 2x mũ 3 này các em này, trừ cho 3 a bình thì ở đây là tương ứng là 2x bình này, nhân với b ở đây chính là 3y này. Đó, vai trò của 3y nó giống như b vậy đó. Các em có thể quên thì thầy để cái công thức ở đây. Cộng cho 3 nhân với a ở đây chính là 2x này, nhân với b bình phương thì chính là 3y tất cả bình phương này. Cộng cho trừ cho 3y tất cả mũ 3. Rồi chỗ này nó sẽ bằng 2x tất cả mũ 3, tụi em lưu ý cho thầy nhé, là một cái số a nhân b á, mà tất cả mũ m, thì cái này mình đã học ở lớp 7 rồi, a nhân b tất cả mũ m thì chính là bằng a mũ m nhân cho b mũ m này. Thì ví dụ nhé, là 2 nhân x mà tất cả mũ 3 thì nó sẽ bằng là tương ứng này, a nhân b mũ m thì bằng a mũ m nhân b mũ m, thì tương ứng là 2 nhân x tất cả mũ 3 chính là bằng 2 mũ 3 nhân x mũ 3 này. Thì chính là bằng 2 mũ 3 chính là 2 nhân 2 nhân 2. Vậy là chỗ này nó sẽ bằng 8 này, nhân với x mũ 3. Đó. Các em lưu ý cái chỗ có dấu ngoặc này nhé, rất là dễ sai. Thì là 2 nhân x tất cả mũ 3 thầy mới tính được chính là bằng 8 x mũ 3 này các em này. Rồi tiếp đến cái chỗ này, thầy
thầy viết lại là trừ 3 này. 2 nhân với 2x tất cả bình chính là 2x. 2 nhân x tất cả bình đen, lại áp dụng cái công thức này tiếp thì chính là bằng 2 bình phương nhân cho x bình phương này. Đó. Thì vậy chỗ này 2x tất cả bình thì bằng 4x bình này, thì thầy viết vào đây chính là bằng trừ 3 nhân 2x bình thì chính là bằng trừ 3 nhân cho 4x bình này. Rồi nhân với 3y thì em có cái đáp án là trừ 12 nhân 3 chính là trừ 36 x bình y này. Rồi thì em viết vào đây trừ 36 x bình y. Rồi tiếp đến cộng cho, cái này em viết lại xuống dưới này, 3 nhân với 2x này, 3y bình phương thì thầy lại viết này, 3y bình phương, nhớ là 3y tất cả bình phương nha, khác với 3y bình phương nhé các em, chính là bằng 3 bình phương nhân với y bình phương này, thì chỗ này chính là bằng 9 nhân với y bình này. Thì bây giờ thầy viết cái này xuống nhé, là bằng 3 nhân với 2x nhân với 3y tất cả bình phương chính là 9y bình phương này các em này. Lưu ý cái chỗ này nhé, 9 nhân 3 27 nhân 2 chính là bằng 54 x y bình này. Đó. Hết sức lưu ý chỗ này. Rồi tiếp đến là trừ thì viết lại này, 3y mũ 3 thì lại là bằng 3 mũ 3 nhân y mũ 3 này, mà 3 mũ 3 chính là bằng 27. Vậy chỗ này 3y tất cả mũ 3 thì tính chính là bằng 27 y mũ 3 này. Thì đây chính là cái đáp án của cái bài ví dụ số 2. Các em có thể dừng lại và tham khảo cho thầy nhé. Hoặc các em có thể ngay từ lúc thầy ra đề, các em có thể dừng lại và làm cho thầy xong rồi tua nhanh cái phần đáp án này, chất đáp án cho thầy nhé. Rồi chúng ta cùng đến với ví dụ số 3. Các ví dụ thì nó sẽ có mức độ khó tăng dần nhé. Các bài tập này thì thầy đa số thầy lấy hoàn toàn trong sách giáo khoa và sách bài tập của chúng ta nhé. Rồi, ta có là 1 phần 2x trừ 3 tất cả mũ 3 này. Thì nó vai trò ở đây 1 phần 2x nó giống như A vậy đó, 3 nó giống như B vậy đó. Thì thầy lại áp dụng cái công thức hằng đẳng thức thôi. Thì chỗ này em có là 1 phần 2x tất cả mũ 3 này các em này, trừ cho 3 nhân với A bình B thì chính là 1 phần 2x tất cả mũ 3, mũ 2 nhân với B ở đây chính là 3. Tiếp đến thì cộng cho 3AB bình thì chính là 3 nhân với 1 phần 2x nè, nhân với B ở đây là tương ứng là số 3 nè em nè, nhân cho 3 bình phương, trừ cho B mũ 3 thì ở đây chính là 3 mũ 3 nè em nè. Rồi bằng, em lại áp dụng cái công thức lúc nãy thì mới nói xong là A nhân B tất cả mũ M thì nó là bằng A mũ M nhân cho B mũ M nhé. Lưu ý cái chỗ này. Vậy là 1 phần 2 nhân với x mũ 3, thầy cứ nhắc xuống dưới này nhé, là bằng 1 phần 2 tất cả mũ 3 này nhân với x mũ 3. Thì cái này chính là bằng 1 phần 2 mũ 3, ở đây chính là bằng 1 phần 8. Hoặc là em có thể dùng Casio bấm luôn là 1 phần 2 mũ 3 bằng bao nhiêu, thì chỗ này thầy có nó chính là bằng 1 phần 8 x mũ 3 nhé các em. Tiếp đến chỗ này em nhân đi là trừ 3 này, 1 phần 2 x tất cả bình chính là 1 phần 2 bình này nhân với x bình này nhân với 3 này các em này. Rồi bây giờ thầy lấy này, trừ 3 nhân 3 là trừ 9 này, 1 phần 2 ở đây chính là bằng 1 phần 4. Vậy trừ 9 nhân với 1 phần 4 là ra trừ 9 phần 4 nè các em nè. Rồi biển số thầy viết lại chính là x bình này. Rồi cái cuối cùng là 3 nhân 1 phần 2 nhân 3 bình phương, thì 3 nhân 3 bình phương với 27 nhân với 1 phần 2 chính là 27 phần 2 nhân với x, cuối cùng chính là trừ 3 mũ 3 chính là 27 nè các em nè. Thì đây chính là thầy đã tính xong ví dụ 3 là khai triển hằng đẳng thức lập phương của một hiệu, ra đây chính là đáp án. Rồi tương tự ví dụ số 4 là tính 2x bình cộng 3x tất cả mũ 3, hay nói khác là khai triển cái hằng đẳng thức này ra thôi. Rồi thầy áp dụng
Bây giờ em coi đây, vai trò của 2x bình chính là A này và 3y chính là B. Thì cái này nó hơi rắc rối hơn chút xíu, chúng ta hãy quan sát và làm cẩn thận cùng nhau nhé. Là A mũ 3 này thì thầy có là 2x bình này, tất cả mũ 3 này các em này, cộng cho 3a bình b thì chính là 3 nhân với 2x bình tất cả bình phương này các em này, nhân với b ở đây chính là 3y. Em có thể bỏ trong ngoặc hoặc là không bỏ trong ngoặc được. Khi nào có dấu trừ thì em nên bỏ trong ngoặc thôi. Tiếp đến là cộng cho 3ab bình thì thầy cộng cho 3 này, a ở đây chính là 2x bình này, nhân với b bình chính là 3y. Nhớ là b ở đây tương ứng chính là 3y nhé, mình phải để trong ngoặc nhé. Tất cả bình cộng cho b mũ 3 chính là 3y tất cả mũ 3. Các em lưu ý là 3y phải để trong ngoặc như thế này chứ, nếu mà em ghi 3y mũ 3 là nó sai nét nhé. 3y mũ 3 nó sẽ khác với 3y tất cả mũ 3 nhé các em. Lưu ý với thầy. Rồi, chỗ này nó bằng. Đây. Thầy sử dụng công thức này thì em có là 2x bình này mũ 3 thì nó sẽ bằng là, sử dụng công thức này chính là bằng 2 mũ 3 này nhân cho x bình mũ 3. Đó, mà em có cái là a mũ m mà tất cả mũ n thì sẽ bằng là a mũ m nhân n nhé các em. Cái công thức liên quan tới lũy thừa này chúng ta đã học lớp 7 rồi đó. Vậy thì chỗ này thầy viết lại là 2x mũ 3 nhân cho x mũ 2 tất cả mũ 3, vậy thì nó sẽ bằng là 2x mũ 3 này nhân với x mũ 2 nhân cho 3 này. Vậy thì cái đầu tiên thầy sẽ có chính là bằng 8 này nhân với x mũ 6 nhé các em. Thì ở đây chính là 8 x mũ 6. Rồi, chúng ta đến cái tích thứ hai, hay là nói cách khác là cái đơn thức thứ hai, ta rút gọn nó đi. 3 thầy viết lại này. Nhân với 2x bình thì thầy có này, 2x bình chính là 2 bình này nhân với x bình tất cả bình. Rồi, ta lại sử dụng cái công thức này chính là bằng 2 bình phương, thầy viết lại này. X bình tất cả bình chính là x mũ 2 nhân 2, vậy là bằng 4 x mũ 4 này các em này. Đó, vậy cái dấu ngoặc 2x tất cả bình thì thầy thay chính là bằng 4 x mũ 4 này các em này. Nhân với 3y. Rồi bây giờ chúng ta nhân vào thôi. 3 nhân 4 12 nhân cho 3 là bằng 36. Vậy nó sẽ là cộng cho 36 x mũ 4 y, thầy viết lại. Rồi chúng ta đi rút gọn cái đơn thức số 3. Ba nhân cho 2x bình, em nhân cho 3y bình thì nhân cho 3 bình phương nhân y bình phương được các em này. 3 bình phương là bằng 9, nhân cho 3 là bằng 27, nhân cho 2 là bằng 54. Vậy thầy có là 54 x bình y bình, thì thầy viết lại. Rồi, mình đến với cái đơn thức cuối cùng là 3y tất cả mũ 3 là bằng 3 mũ 3 y mũ 3 này. Vậy là bằng 27 y mũ 3. Thì thầy có là cộng cho 27 y mũ 3. Thì đây chính là đáp án cuối cùng sau khi thầy đã khai triển cái hàng đẳng thức lập phương của một tổng này. Các em có thể dừng video hoặc có thể làm lại cho thầy nhé và check đáp án. Thì rồi chúng ta cùng đến với cái ví dụ số 5 là tính giá trị của biểu thức. Câu A là x mũ 3 cộng 12 x bình cộng 48 cộng 64 tại x bằng 6. Thì cái công việc của mình có thể là làm bằng cách thứ nhất là em thế những cái nào có x là em thế bằng số 6, thì em tính toán cái tổng này lại thì nó ra được bao nhiêu, thì đó chính là giá trị của biểu thức này tại x bằng 6. Còn thầy sẽ bày cho các em cái cách thứ hai là bây giờ thầy biến đổi cái này ra thành hàng đẳng thức, xong rồi thầy mới đi thế. Đó, thì các em có này, câu A nhé, nó sẽ bằng x mũ 3, thì viết lại này. Chỗ này thầy chưa thấy gì hết thì thầy viết lại ở đây là 12 x bình cộng cho 48 x cộng cho 64. Thì 64 thì em thử bấm cho thầy coi thử 64 là lập phương của một số bao nhiêu. Thì em có thể dùng Casio em thử lại cho thầy nhé.
64 thì mình cứ thử bấm cho thầy là bằng 3 mũ 3 thử coi. 3 mũ 3 thì bằng 27 thì mình bấm cho thầy là 4 mũ 3 thì bằng 64. Vậy thì chỗ 64 đây thì thầy sẽ thay chính là bằng 4 mũ 3 này các em này. À thì em thấy ở trong cái công thức liên quan tới hằng đẳng thức lập phương của một tổng thì mình có là có chứa là a mũ 3 với cộng cho a 3 a bình b cộng cho 3 a b bình cộng cho b mũ 3 này. Thì thầy thử có thử biến đổi sao cho cái này về là 3a bình b hoặc 3b bình, tương tự cái này cũng vậy. Thì bây giờ thầy đang coi vai trò của x với số 4 là nó giống như ab trong hằng đẳng thức á. Bây giờ thầy biến đổi thử nhé. X mũ 3 thì viết lại này. Cộng với 4 mũ 3 thì viết lại này. Thì chỗ này số 12 này, thầy coi thử nhé. Em thấy 12 thì thầy tách ra thành có phải là 3 nhân với x bình nhân với số 4 không? 12 x bình thì em thấy có phải là bằng 3 nhân x bình nhân với 4 không? Thì nó tương ứng này, 3a bình b này các em này. Tương tự cái số 48 thì em thấy này. Số 48 thì có phải nếu mà thầy coi đây là a nhé thì thầy có viết lại thử a này. 3a này, đó nhân cho b bình, b ở đây là số 4 nhá thì 4 mũ 2. Thì em thấy là 4 mũ 2 bằng 16 nhân 3 bằng 48. Vậy thì thầy viết lại 48x chính là bằng 3 nhân x nhân 4 bình phương. Rồi 4 mũ 3 thì em viết lại. Thì mình nhận thấy này, đây nó có phải là hằng đẳng thức lập phương của một tổng môn kép. Vậy thì bây giờ thầy viết lại chính là bằng x cộng cho 4 tất cả mũ 3. Đó. Cái giá cái biểu thức này thầy viết lại nó chính là bằng cái biểu thức này. Vậy thầy ghi là giá trị của biểu thức tại x bằng 6 là, bây giờ biểu thức nó quay về chính là x cộng 4 tất cả mũ 3 nhé. Vậy thì giá trị của biểu thức này tại x bằng 6 thì em thay cái nào có x bằng 6 thôi thì chính là bằng 6 cộng 4 tất cả mũ 3. Mà 6 cộng 4 tất cả mũ 3 chính là bằng 10 mũ 3. 6 cộng 4 là 10, 10 mũ 3 chính là 1.000. Đây, ta số 0. Rồi, tương tự tại 22, chỗ này tại x bằng 22 nhé. Rồi, chúng ta cùng đến với ví dụ B là tính cái giá trị của biểu thức này tại x bằng 22. Thì cái bài toán nó cũng gần cái trang thôi. Bây giờ thầy lại biến đổi cái biểu thức này nó bằng, các em có này, x mũ 3 nhé. Thầy viết lại này, các em thấy này, đây là trừ cho 8 chính là 2 mũ 3 đúng không các em? Các em thấy này, x mũ 3 có trừ 2 mũ 3 thì thầy dự đoán đây chính là hằng đẳng thức lập phương của một hiệu đây. Vai trò của A là giống x giống như A này. Số 2 nó giống như B này. Vậy thì thầy coi thử đây có phải là trừ 3AB không nhé? 3A bình B không nhé? May quá. Nếu mà thầy coi là x tương ứng với A, 2 tương ứng với B thì chỗ này thầy viết lại là trừ 3A bình B này. Thì có phải là đây chính là trừ 6x bình không? Vậy chắc chắn chỗ này chính là 3 nhân với A này nhân với B bình ở đây chính là 2 mũ 2. Vậy 12x thì thầy viết lại chính là bằng 3 nhân x nhân với 2 mũ 2 này trừ cho 2 mũ 3. Vậy thì đây chính là cái hằng đẳng thức lập phương của một hiệu. Vậy nó sẽ bằng x trừ 2 tất cả mũ 3. Rồi, thầy có là giá trị của biểu thức tại x bằng 22 là, bây giờ cái biểu thức nó quay về chính là x trừ 2 tất cả mũ 3 thì thầy thay 22 cho x thôi. Chính là bằng 22 trừ 2 tất cả mũ 3. Chính là bằng 20 mũ 3. Chính là bằng 20 nhân cho 20 nhân cho 20. Rồi, thì chúng ta có là 2 nhân 2 nhân 2 bằng 8. Vậy thêm 3 số 0 nữa là bằng 8.000. Thì đây chính là đáp án của cái ví dụ B. Bài số 5. Rồi chúng ta cùng đến với ví dụ số 6 là ta viết câu A là viết x mũ 3 cộng 8 dưới dạng tích. Dạng tích là gì? Tích là
một biểu thức nhân với biểu thức hoặc là số nhân với số chẳng hạn, thì ta gọi đó là một tích. Thì ta biểu diễn một biểu thì ta biểu diễn cái đa thức này dưới dạng tích, thì ta phải nghĩ ngay đến là hằng đẳng thức, lập phương của một tổng, hoặc là thì ta phải nghĩ ngay đến các hằng đẳng thức chính là lập phương tổng hai lập phương chẳng hạn, hiệu hai lập phương hoặc là hiệu hai bình phương. Đó thì ở đây em có lập phương nè, vậy thì thầy có là x mũ 3 cộng 8 nó sẽ bằng, thì x mũ 3 cộng cho 8 chính là bằng 2 nhân 2 nhân 2. Vậy nó 8 chính là 2 mũ 3 này các em, thì nó quay trở về là hằng đẳng thức là a mũ 3 cộng b mũ 3 này. Vậy thì mình áp dụng hằng đẳng thức vào chính là bằng a cộng cho b này, thì tương ứng chính là x cộng 2 này nhân với a bình này các em này, chính là x bình trừ cho ab chính là x nhân với 2. Mà không mà chúng ta x nhân 2 thì chúng ta viết lại là 2 nhân x cộng cho b bình phương, ở đây chính là 2 bình phương, vậy nó bằng 4, thì viết nhanh luôn. Thì đây chính là thầy đã viết x mũ 3 cộng 8 dưới dạng một đa thức nhân với một đa thức, thì nó chính là dạng tích này các em này. Rồi, chúng ta đến với câu B là viết 8x mũ 3 trừ đi mũ 3 cũng dưới dạng tích luôn, thì chúng ta cũng lại tiếp tục nghĩ đến là hằng đẳng thức là lập phương trừ cho một lập phương này. Mà đây nó chưa phải là lập phương thì chúng ta phải biến đổi lại, sử dụng cái công thức ở trên này thì em có là chiều ngược lại nhé, thì em có là 8 nhân với x mũ 3 này, thì mình để ý này, 8 thì chính là bằng 2 mũ 3 nhân cho x mũ 3, thì em có này a mũ m nhân b mũ m thì nó sẽ bằng a nhân b tất cả mũ m này. Vậy chỗ này nó sẽ bằng là 2 nhân x tất cả mũ 3. Vậy thầy viết lại chỗ này là 8 x mũ 3 trừ y mũ 3 nó sẽ bằng là 8 x mũ 3, thầy mới viết lại chính là bằng 2 x tất cả mũ 3 nhé. Các em lưu ý nhé. Đó, 8 x mũ 3 nó chính là bằng 2 x tất cả mũ 3 này trừ cho y mũ 3. Thì bây giờ mình là áp dụng hằng đẳng thức là hiệu hai lập phương đó, chính là bằng a trừ b thì tương ứng chính là 2x trừ cho y này tất cả nhân với a bình, ở đây chính là 2x bình này cộng cho ab là 2x nhân với b, ở đây chính là y này cộng cho b bình, bởi vì chỗ này có dấu ngoặc nên thầy thêm một cái ngoặc vuông này nhé, bằng 2x trừ y, thì em viết lại. Rồi chỗ này ta lại biến đổi 2x bình phương, thì từ cái công thức này mà ra hồi nãy giờ ta làm rất là nhiều rồi, 2x tất cả bình phương chính là 2 bình phương nhân cho x bình phương chính là bằng 4x bình này. Đó. Thì thầy bỏ ngoặc luôn thì nó là 4x bình. Vậy cái ngoặc vuông bây giờ nó trở thành ngoặc tròn. Đó. Chỗ này cộng 2x đi thì viết lại cộng với y bình. Đó. Vậy thì thầy đã khai viết cái 8x mũ 3 trừ y mũ 3 dưới cái dạng tích là một đa thức nhân với một đa thức này, nó chính là 2x trừ y nhân với 4x bình cộng cho 2x y cộng cho y bình. Thì đó là cái ví dụ số 6. Rồi chúng ta cùng đến với ví dụ số 7 là tính x cộng 3 nhân với x bình trừ 3x cộng 9. Thì ở đây ta có là nó tương ứng này, mình nhận dạng nó nhận thử nhé, là a cộng b nhân với a bình trừ ab cộng b bình đúng không? Thì mình nghĩ ngay đến nó chính là cái hằng đẳng thức lập phương của một tổng. Các em lưu ý là tổng của hai lập phương chứ, thì lưu ý tổng của hai lập phương thì ở đằng trước nó mang dấu cộng nhé, còn hiệu của hai lập phương thì ở đằng trước nó mang dấu trừ. Thì bây giờ thì dự đoán đây chính là lập phương của một tổng nhé, thì mình có chính là bằng x cộng 3 này. Vậy thì ở trong này phải là a bình này tương ứng là x bình này cộng trừ cho AB thì x nhân với 3, thì em thấy ở đây chính là 3x này các em này. Và cộng cho B bình thì em nhận dễ dàng nhận thấy được số 9 ở đây có phải là bằng 3 bình phương không? Thì 9 mình viết lại chính là bằng 3 bình phương này. Thì từ đây chính là áp dụng cái hằng đẳng thức vào thì chính là bằng x mũ 3 cộng 3 bình phương. Thì xong, đây chính là đáp án của bài toán này. À, x mũ 3 cộng 3 mũ 3 nhé. Hay nói khác chính là bằng x mũ 3, 3 bình phương viết lại chính là bằng 27 luôn. Vậy thì cái tích này thì tính ra chính là bằng dùng hằng đẳng thức thì nó ra chính là bằng x mũ 3 cộng 27. Tiếp đến cái ví dụ 8 cũng tính.
là 2x trừ y nhân với 4x bình cộng 2x y cộng cho y bình. Mục tích đó, hai đa thức thì em phải nghĩ ngay tới là hàng đẳng thức là lập hiệu hay lập phương, bởi vì thầy mới nói xong là đằng trước mà mang dấu trừ thì nó có rất có thể là hiệu hay lập phương này. Thì ở đây em coi thử, bây giờ em biến đổi nhé, thì 2x trừ y thì viết lại này, muốn nó ra hiệu hay lập phương thì cái ở trong này là phải là a trừ b, thì ở đây phải là a bình cộng cho ab cộng b bình đúng không? Thì em thấy này, 4x bình như hồi nãy đã phân tích chính là bằng 2 bình nhân cho x bình, vậy nó bằng 2x tất cả bình này. Thì em cứ viết lại ra 2x tất cả bình, vậy thì mình cho thêm một cái dấu ngoặc vuông đi, cộng cho 2x nhân với y này cộng cho y bình. Vậy may mắn chưa, ta có là nếu mà ta coi tương ứng là 2x tương ứng với a này, y tương ứng với b, thì ta có là a trừ cho b này cộng cho a nhân tất cả nhân với a bình này cộng cho a nhân b cộng b bình này. Vậy thì ta có hàng đẳng thức ta áp dụng ra chính là bằng 2x tất cả mũ 3 trừ y mũ 3. Mà 2x mũ 3, 2x tất cả mũ 3 em lưu ý nhé, nó khác với 2x mũ 3 nhé. Thì nó sẽ bằng là 2 mũ 3 nhân x mũ 3. Mà 2 mũ 3 thì chính là bằng 2 nhân 2 nhân 2, vậy là bằng 8x mũ 3 trừ với y mũ 3. Thì đây chính là thầy đã nhân hai cái đa thức này với nhau thì nó sẽ ra được cái đa thức là 8x mũ 3 trừ y mũ 3 là đáp án cuối cùng của chúng ta. Vâng, và đó là toàn bộ bốn cái hàng đẳng thức còn lại trong 7 hàng đẳng thức đáng nhớ thầy đã hướng dẫn các em trong hai video rồi nhé. Hy vọng các em có thể nhớ, hy vọng các em có thể nhớ nhuần nhuyễn và áp dụng 7 hàng đẳng thức đáng nhớ một cách linh hoạt. Thì để linh hoạt thì không có cách nào khác bằng cách là tụi em phải luyện tập thật là nhiều. Đó, thì các em có thể luyện tập thêm bài tập ở sách giáo khoa, bài tập ở sách bài tập, và cũng có thể đặt thêm những câu hỏi ở phần comment phía bên dưới cho thầy nhé. Và chúng ta còn luyện tập với nhau nhiều hơn về hàng đẳng thức trong những buổi học tiếp theo, đó là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp là sử dụng hàng đẳng thức đáng nhớ đó. Nên các em đừng có lo lắng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Nếu thấy thích thì hãy cho thầy một like, subscribe kênh YouTube của thầy để thầy có thêm nhiều động lực để ra những video clip bổ ích hơn cho các em nhé. Và đặc biệt là ra những series giảng dạy các em một cách xuyên suốt như thế này. Hy vọng các em sẽ thấy thích video này. Xin chào và hẹn gặp lại các em. See ya.